Sơn Hải Giới Trung Thiên Thế Giới. Tiểu sư, tới đây, tới đây. Ta ra, tiểu sư phiên bản giới hạn thế giới Sơn Hải xinh đẹp, xin được phép ra mắt. Bộ dạng của ngươi, Sơn Hải Giới là thế giới yêu tộc, nên tôi muốn đổi hình tượng mới thử xem, lão già thấy thế nào, đáng yêu không, có phải rất giống yêu tộc không? Ừ, bình thường mà. Lần trước, lúc lão gia ở Thiên La Giới biến thành tóc trắng giống Tiểu Trường Thanh, sau đó thu nhận đồ đệ rất thuận lợi. Lần này có phải cũng nên nhập gia tùy tục quá thân thành yêu tộc thử xem sao? Tiểu sư cứ cảm thấy lão gia biến thành yêu tộc sẽ vô cùng đẹp trai luôn. Tới lúc đó, nó không chừng Tiểu Thanh Khâu nhìn thấy lão gia sẽ cảm thấy thân thiết hơn, mà bỏ cảnh giác thân cận với lão gia. Biến thành yêu tộc, chưa từng thử. Vậy thì càng nên thử, lão gia ngài biến một lần đi được không? Nghe thường, chuyển hóa khí tức và hình tượng của ta thành hình tượng của hậu tộc đi. Tuân lệnh. Wow, lão gia biến thành yêu tộc, tiểu sư mong chờ quá đi. Thế nào? Vậy được rồi chứ? Được, được, quá được luôn. Lão gia biến thành yêu tộc thiên hạ đệ nhất xoáy khí. Trước đó lúc ở Thiên La Giới, tiểu sư biết ngay là lão gia vô cùng hợp với tóc trắng mà. Cộng thêm cái tai mềm mềm đáng yêu này nữa, quá xuất sắc luôn. Hậu yêu đẹp như vậy là của nhà ai vậy? Hi hi, là nhà ta đó. Không được, là người đi cùng lão gia. Ta phải ghi chép lại hình tượng xoáy khí này mới được, sau đó bán cho Tiểu Thiên. Tiểu sư! Ai da! Đưa tất cả tư liệu về Sơn Hải Giới của hệ thống ghi chép và nhiệm vụ Bạch Thanh Khâu đây. Ta phải xác nhận chính xác bối cảnh thời đại này. Dừng! Căn cứ theo tư liệu hiển thị, chúng ta đang ở Sơn Hải Giới 10 vạn năm trước. Đây là một đại thiên thế giới được hình thành từ nhiều yêu tộc hung thú. Điểm đến lần này của chúng ta là lãnh địa của Cửu Dĩ Thiên Hồ nhất tộc Thanh Khâu Chi Quốc. Cửu Dĩ Thiên Hồ tộc là một đại tộc của Sơn Hải Giới, tuy tộc nhân số lượng không nhiều nhưng thực lực cường đại. Hơn nữa, vào vài năm trước, Cửu Dĩ Thiên Hồ tộc từng có một vị cường giả tuyệt thế xưng bá Sơn Hải Giới, được xưng là Thiên Hồ Thần. Thiên Hồ Thần năm đó vừa ra tay liền trấn áp mấy hung thú mang quan thực lực cường đại ở Sơn Hải Giới, bình ổn quả loạn nhiều năm của Sơn Hải Giới, vì sự tồn tại của nó đã tạo ra địa vị vững chắc không thể lung lay như bây giờ của Cửu Dĩ Thiên Hồ tộc. Nhiệm vụ đầu tiên, Tiểu Thanh Khâu, để xem thử nào. Thời gian vạn năm trôi qua, hung thú cùng kỳ năm đó bị Thiên Hồ Thần trấn áp đột phá phong ấn, bắt đi đích nữ tộc trưởng Cửu Dĩ Thiên Hồ tộc hiện tại Bạch Thanh Khâu. Thánh sư cần giải cứu Bạch Thanh Khâu trong vòng một khắc trước khi bị cùng kỳ thôn vệ. Nếu không, giải cứu thất bại sẽ mất đi đồ đệ Bạch Thanh Khâu. Hả? Cùng kỳ? Lão gia, cùng kỳ không phải là xích luyện đại tỷ sao? Lão gia trước đó không phải đã nói chư thiên vạn giới chỉ còn lại đại tỷ là cùng kỳ sao? Ừ, chờ lý thuyết là vậy. Chư thiên vạn giới cùng kỳ tộc chỉ còn lại xích luyện, cho nên ta cũng rất tò mò hung thú được hệ thống phán là cùng kỳ rốt cuộc là gì. Đi thôi. Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì vậy? À, ngươi tỉnh rồi. Ngươi còn tâm trạng dễ dời nữa. Không phải ta đã nói là con hung thú này tu vi tương đương mẫu thân ngươi. Nếu nó tỉnh, cái mạng của ngươi không giữ được đâu. Ô, chạy đi. Hệ thống yêu thần chư thiên, tiểu yêu. Ta không chạy đâu. Nương và mấy vị trưởng lão gia gia đang bế quan. Nếu để con mèo này chạy ra sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Cho nên ta ở lại đây là tốt nhất.
Mẹ ta thường nói ta là trẻ con. Thực ra, ta rất là thông minh. Con mèo này không đánh lại mẹ ta và trưởng lão Gia Gia. Chỉ cần ta hạn chế nó đợi họ tới cứu là được. Vậy ngươi cứ để pháp khí lại đây, rồi chạy lại được rồi. Không được, hồn hương lư là pháp khí giữ mạng mẹ ta cho ta. Bên trong đều là mộng ánh mê điệp hương mẹ ta dùng mùi hương cơ thể luyện chế. Nếu như cách quá xa, hồn hương lư sẽ tự động quay về bên ta. Cái này... Được rồi, không sao đâu. Không nói cái này nữa, ngươi xem đi. Đại công cáo thành rồi. Sao hả? Rất đẹp đúng không? Tốt nhất ngươi nên cầu phúc cho nó. Đừng có tỉnh lại đi. Tiếp theo. Phần dưới của con mèo này còn có mấy cái chưa vẽ. Mà nè tiểu yêu, sư phụ ngươi nói trước đó thiệt sự sẽ xuất hiện sao? Tiểu yêu ta cũng chưa từng thấy, không phải là rất rõ. Nhưng mà ta có cảm giác có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện mà thôi. Rất nhanh là nhìn thế nào đây? Là rất nhanh, rất nhanh. Chị sao? Rất nhanh sao? Nhưng mà nếu như vị sư phụ kia là một người vô vị, ta sẽ không bái ông ta làm thầy đâu. Hồ ly đáng chết. Tỉnh rồi. Ngươi lại dám lừa gạt bổn vương. Hồ ly thúi, chết đi chỗ bổn vương đi. Ta không sao, suýt nữa là tưởng bị đập bẹp thành tương thịt rồi. Cảm ơn ngươi, tiểu yêu. Cảm ơn ta cũng vô dụng. Đây là lớp phòng hộ tuyệt đối chư thiên yêu thần phúc lợi tân thủ của hệ thống. Chỉ có thể duy trì một khắc. Nhưng lúc này, chạy đi. Không, ta không chạy đâu. Đại tỷ à, đâu ngươi cứ vấn đề hả? Tu vi của con hung thú này cao hơn ngươi, mười mấy cảnh giới đó. Ở lại đây là tìm chết đó nha. Mê điệp hương mẹ cho ta dùng hết không có nghĩa là hết cách. Có ngươi bảo vệ ta, ta muốn thử xem. Bổn công chúa là thiên tài lợi hại nhất Thanh Khâu hậu tộc, chỉ là một con hung thú nhỏ bé. Hay kêu một con hung thú nhỏ bé. Nói hay lắm. Giới thiệu chắp sau. Tiểu nha đầu. Hả? Ta không phải mẹ ngươi. Hả? Tiểu hồ ly nhận nhầm mẹ. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.